Hương Giang phát ngôn nhạy cảm đá xoáy không nể mặt Hoa hậu Kỳ Duyên. Nhiều khán giả cho rằng câu nói này của Hương Giang hơi thiếu ý tứ và đùa quá trớn, không hợp để lên sóng. Tối qua ngày 24 tháng 8, tập 1 chương trình Siêu mẫu Việt Nam 2018 đã chính thức lên sóng. Dù đã có từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Siêu mẫu Việt Nam được tổ chức dưới dạng truyền hình thực tế, với nhiều tập khác nhau. Ngoài hai huấn luyện viên cố định là Hương Giang và Kỳ Duyên, chương trình còn có thành phần giám khảo gồm stylist Hoàng Cu, ông Dược tiến sĩ thành viên Viện Hàn Lâm Thẩm mỹ, nội khoa Hoa Kỳ và bà Di Băng, tổng giám đốc công ty Universal. Trong tập 1 này, các giám khảo sẽ casting loạt thí sinh đầu tiên đến với chương trình gồm cả nam và nữ. Hương Giang lộ câu nói nhạy cảm trên sóng truyền hình. Bước vào phần thi đầu tiên của tập 1, các thí sinh sẽ phải chụp hình và tạo dáng dưới nước để giám khảo thấy được kỹ năng của mình. Đây được đánh giá là thử thách khá khó khăn với thí sinh. Rất nhiều thí sinh đã bị ngã khi đang chụp hình vì sàn diễn trơn trượt. Một số thí sinh còn lại bị nước bắn vào mắt nên không thể nhìn thấy gì. Đa số các thí sinh đều tỏ ra lúng túng trước các thử thách khó nhằn này, nên thường tạo những dáng kỳ quặc. Thấy vậy, các giám khảo không khỏi buồn cười. Nhưng Hương Giang dường như đã hăng quá mà quên rằng đang ghi hình để lên sóng. Cô liên tục để lọt những câu nói hơi thông tục và không phù hợp khi phát sóng truyền hình. Chẳng hạn khi thí sinh Nguyễn Võ Thành An tạo dáng với kiểu che tay hơi nữ tính, Hương Giang đã buộc mồm nói to, giơ tay che hàng à. Nhiều khán giả cho rằng câu nói này của Hương Giang hơi thiếu ý tứ và đùa quá trớn, không hợp để lên sóng. Hương Giang nhắc, Kỳ Duyên nên nhớ về hình ảnh ngày xưa của mình. Sau phần thi chụp hình với nước, các thí sinh sẽ phải tự chọn đồ để cắt quốc trước mặt ban giám khảo. Đây cũng chính là lúc hai huấn luyện viên Hương Giang và Kỳ Duyên phải tranh giành để chọn thí sinh về đội mình. Kỳ Duyên dù rất tâm huyết nhưng vì không giỏi ăn nói như Hương Giang nên rất ít khi thuyết phục được thí sinh về đội của mình. Cô luôn bị Hương Giang nẫn tay trên vì không thể ăn nói hoa mỹ để thuyết phục được thí sinh như đàn chị. Thậm chí Hương Giang còn không quên nhắc nhở Kỳ Duyên đôi điều. Chẳng hạn khi thí sinh Trần Thị Tuyết xuất hiện trong một bộ trang phục dạ hội lấp lánh diêm dúa ôm sát cơ thể. Với phần đuôi cá xòe rộng, Kỳ Duyên đã nhăn mặt nói thẳng, tôi thực sự rất dị ứng với phong cách đồ như vậy. Ngay lập tức stylist Hoàng Cu liền hỏi xoáy, hình như lúc đăng quang Kỳ Duyên cũng mặc một chiếc váy giống như vậy và nhờ cái váy kiểu này mà Duyên mới đăng quang được. Tận dụng thời cơ, Hương Giang liền đã xoáy Kỳ Duyên một cách thâm sâu qua việc nhắc nhở, khiến nhiều khán giả phải đặt câu hỏi về ý nghĩa phát ngôn của cô. Cô nói, Kỳ Duyên nên nhớ về hình ảnh ngày xưa của mình. Tuy nhiên, Hương Giang cũng cho rằng hôm nay mọi thứ của Trần Thị Tuyết đều over từ tạo dáng trang phục, biểu cảm và không biết mình muốn gì. Thí sinh bức xúc, tôi cảm thấy lý do Hương Giang đưa ra hết sức nhảm nhí. Trong khi nhiều thí sinh được cả hai huấn luyện viên cùng chọn, thì vẫn có những thí sinh phải ra về vì không được ai chọn, điển hình là thí sinh Nguyễn Kim Phụng. Trước khi loại thí sinh này, Hương Giang có nhận xét bạn tạo hình cũng được, cách quốc cũng ok nhưng không hề tạo được hứng thú cho người xem. Sau đó Hương Giang có cho Kim Phụng cơ hội thuyết phục cô, nhưng thí sinh này lại nói hơi nhỏ nên cô không đồng ý. Sau khi rời vào hậu trường, thí sinh Kim Phụng bức xúc chia sẻ, tôi cảm thấy mình thực hiện phần thi này rất tốt. Hương Giang có nhận xét rằng tôi không tạo cảm hứng cho chị ấy. Tôi cảm thấy lý do Hương Giang đưa ra hết sức nhảm nhí. Đây là những sau việc đầu tiên giúp đỡ khiến nghệ sĩ Lê Bình rơi nước mắt trong phòng bệnh. Trước hoàn cảnh khó khăn của nam nghệ sĩ, các đàn em đã nhanh chóng kêu gọi giúp đỡ anh trong thời điểm này. Khi thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi và đang điều trị tại bệnh viện, hoàn cảnh gia đình khó khăn đang khiến khán giả rất xót xa, thì lại có thêm một nghệ sĩ khác rơi vào trường hợp tương tự. Cụ thể, nghệ sĩ gạo cội Lê Bình cũng đang chống chọi căn bệnh quái ác này trong vài tháng qua. Một tài khoản được biết là một khán giả thấy nam nghệ sĩ nằm trong bệnh viện nên đã đăng tải thông tin này. Theo đó, nghệ sĩ Lê Bình đã thực hiện 4 lần hóa trị. Ông nằm cùng bệnh viện cùng khoa với Mai Phương, nhưng ông không muốn chia sẻ bệnh tình của mình vì sợ đoàn phim sẽ cắt ngang hợp đồng, không có tiền để tiếp tục chữa trị. Đứng trước hoàn cảnh này, các sao Việt đã nhanh chóng liên tiếp chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để mong mọi người chung tay giúp đỡ. Mới đây nhất, nghệ sĩ Lê Bình đã đăng tải trên trang cá nhân những người âm thầm giúp đỡ ông. Xin cảm ơn những lời quan tâm, chia sẻ của tất cả đồng nghiệp và khán giả, và đặc biệt và các bạn khán giả ở Tiền Giang. Mặc dù chưa từng gặp mặt, chỉ biết Lê Bình qua phim ảnh nhưng vẫn chia sẻ, và một số bạn hữu khán giả đồng nghiệp đã giúp đỡ để Bình vượt qua cơn đau này. Cụ thể, Diệp Bảo Ngọc đã gửi đến người chú trong nghề mà cô quý mến số tiền 20 triệu đồng.
Nam diễn viên Trương Nam Thành cũng gửi số tiền 10 triệu đồng để góp phần giúp nghệ sĩ Lê Bình chi trả viện phí. Khi thấy mọi người yêu thương mình, diễn viên Đức Phương Nam không ngừng rơi nước mắt. Ông chia sẻ, sáng nay dậy sớm trong bệnh viện, mượn hình bác ba đờn phim. Thế thái nhân tình để cảm ơn, cái tật nhạy cảm đến giờ cũng không bỏ được. Đọc những lời nhắn nhủ thăm hỏi động viên của các anh chị em đồng nghiệp, của khán giả thân quen và của những người xa lạ chưa từng gặp mặt mà bỗng dưng muốn khóc, nước mắt rơi không ngăn được. Cảm ơn những chân tình nguồn động viên tình cảm rất lớn để thấy mình không cô đơn trong lúc này. Cảm ơn nhiều lắm, hít một hơi dài đè nén, nước mắt sau vẫn rơi. Nghệ sĩ Lê Bình đã rụng hết tóc, người gầy đi hơn nhưng vẫn rất lạc quan vì chứng kiến được tình cảm mà mọi người khắp nơi dành cho mình. Đôi mây váy cưới giống Nhã Phương, Cát Phượng sắp lên xe hoa với Kiều Minh Tuấn. Nếu đám cưới của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn sẽ diễn ra trong thời gian ngắn nữa, thì đây sẽ là thông tin cực vui dành cho người hâm mộ. Hôm qua 24 tháng 8, lễ đính hôn của cặp đôi hot nhất showbiz Việt Trường Giang Nhã Phương đã chính thức diễn ra tại một resort 5 sao sang trọng và hành tráng tại Hội An, Quảng Nam. Vốn kính tiếng nên ngày trọng đại của cặp đôi được bảo vệ nghiêm ngặt với hơn 50 bảo vệ. Ngay từ sáng sớm, mọi công đoạn chuẩn bị được gấp rút hoàn tất. Cho đến hiện tại, những hình ảnh về thời khắc quan trọng của cả hai đều được giấu kín. Tuy nhiên, phần áo cưới của cô dâu đã được chính nhà thiết kế tiết lộ. Theo đó, nhà thiết kế đã mất 20 ngày để thực hiện nên trang phục đặc biệt để Nhã Phương diện trong ngày trọng đại. Chiếc váy cưới được thiết kế kỹ lưỡng, lấy tưởng từ tình yêu trong sáng và nổi bật với họa tiết hoa thêu. Ngay khi thấy hình ảnh Nhã Phương xinh đẹp trong chiếc áo cô dâu, phản ứng của nữ diễn viên Cát Phượng đã khiến người hâm mộ xôn xao. Cụ thể, cô Cát nhắn nhủ nhà thiết kế, mai mốt nhớ may cho bà Cát cái áo thiệt đẹp ngang ngửa như vậy nghe không? Ngay khi ấy, khán giả cực hào hứng và đặt câu hỏi, phải chăng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn cũng sắp tổ chức hôn lễ hoành tráng? Cát Phượng và người yêu đã đăng ký kết hôn, sống cùng một nhà nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Bởi lẽ họ nghĩ rằng hôn lễ cũng chỉ là một nghi thức và không quyết định được việc cả hai có gắn bó lâu dài hay không. Không chỉ yêu và che chở cho Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn còn rất thương con riêng của bạn gái. Anh là người mà nhiều năm sau này đã dạy dỗ và chăm sóc cô bơm tận tình. Rò rỉ thực đơn lễ đính hôn của Trường Giang Nhã Phương cực sang và nhiều món hoa đến cả mắt. Lễ đính hôn diễn ra tại một resort chuyên đón khách Tây với các món ăn Tây, nhưng Nhã Phương và Trường Giang quyết định chọn thực đơn truyền thống để phù hợp với gia đình và họ hàng. Theo nguồn tin riêng, lễ đính hôn của Nhã Phương và Trường Giang vào tối 24 tháng 8 gồm 17 bàn tiệc, mỗi bàn 10 khách. Như vậy, số lượng khách của bữa tiệc khoảng 170 người, chưa tính các vị khách đi kèm bất ngờ. Thêm vào đó, giá cổ là 900.000 đồng một người, chưa bao gồm nước uống. Như vậy, với lượng khách ước từ 170 đến 200 người, số tiền đầu tư cho riêng phần cổ là từ khoảng 153 triệu đồng cho đến 180 triệu đồng, chưa tính các dịch vụ đi kèm bữa tiệc. Điều đặc biệt hơn là thực đơn được phía quản lý nhà hàng của resort coi là một lựa chọn bất thường. Thay vì chọn những phần ăn theo phong cách thường thấy của nhà hàng này, Trường Giang và Nhã Phương đã quyết định lên một thực đơn hoàn toàn mới để phù hợp với gia đình họ hàng vốn là những người dân quê. Cụ thể, nhà hàng này có thế mạnh là các món ăn Âu Á vì chuyên phục vụ du khách người nước ngoài với giá khoảng từ 1 triệu đồng một người trở lên. Thực đơn món Việt cũng đa dạng nhưng hầu như được chế biến theo phong cách mới để phù hợp với nhiều đối tượng thực khách và giá tương đương, bởi vậy khi tiếp cận các thực đơn này, phía Trường Giang Nhã Phương cảm thấy không phù hợp. Ban đầu, Trường Giang định lựa chọn một thực đơn gồm những món ăn cao cấp sang trọng để đãi khách. Nguồn tin riêng của báo cho biết, nhưng gia đình hai bên đã góp ý cho rằng các vị khách đều là bà con họ hàng ở quê của mọi người, có khẩu vị Việt Nam, nên hợp hơn với những món ăn thuần Việt. Bởi vậy, phía Trường Giang và Nhã Phương quyết định lên một thực đơn khác với đầu bếp để đảm bảo bữa tiệc là các món ăn Việt quen thuộc. Trong bức ảnh chụp tấm bản thực đơn tiệc đính hôn Trường Giang Nhã Phương mà báo có được, các món ăn khai vị như nem lụi, bò nướng xiên, canh cua, canh sườn, các món thêm là gà xào, bò xào, rau và mì. Phần chính của bữa tiệc là BBQ, gồm toàn các món Việt như tôm, cá hồng, cá bớp, nghêu, ốc, sò điệp, khoai lang, bò xiên, cánh gà và sườn heo. Xót xa trước nụ cười lạc quan của nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương trong một khung ảnh. Dù ở trong hoàn cảnh bệnh tình, nhưng cả hai cũng trấn an người thân, khán giả bằng nụ cười tươi tắn.
Khi thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi và đang điều trị tại bệnh viện, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn. Theo đó, từng hình ảnh diễn biến bệnh tình đều được cập nhật thường xuyên và thu hút sự quan tâm của khán giả khắp nơi. Khi câu chuyện của nữ diễn viên đang khiến khán giả xót xa, thì lại có thêm một nghệ sĩ khác rơi vào trường hợp tương tự. Cụ thể, nghệ sĩ gạo cội Lê Bình cũng đang chống chọi căn bệnh quái ác này trong vài tháng qua. Nghệ sĩ Lê Bình đã thực hiện 4 lần hóa trị, ông nằm cùng bệnh viện cùng khoa với Mai Phương, nhưng ông không muốn chia sẻ bệnh tình của mình vì sợ đoàn phim sẽ cắt ngang hợp đồng, không có tiền để tiếp tục chữa trị. Ngay lập tức, hàng loạt sau việc đã tiếp tục chia sẻ trường hợp của nam nghệ sĩ lên mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ. Tuy nhiên, thêm một hành động khiến người khác nghẹn lòng khi nghệ sĩ Lê Bình bộc bạch chú già rồi sống nay chết mai. Để mọi người dồn sức chữa trị cho Mai Phương, nó còn trẻ cần sống để nuôi con nhỏ. Mới đây nhất, một số nghệ sĩ đã đến thăm diễn viên Đức Phương Nam tại giường bệnh. Đặc biệt hơn, Mai Phương cũng được người nhà đẩy xe đến gặp bậc cha chú. Hai nhân vật nổi tiếng cùng một căn bệnh, hoàn cảnh khó khăn như nhau, nhưng khi gặp gỡ họ lại nở một nụ cười vô cùng lạc quan. Bệnh thăm bệnh, vui tình nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ, khoảnh khắc này đã làm nhiều người ấm lòng nhưng không khỏi xót xa. Được biết, bệnh tình của Mai Phương đã có chiều hướng tích cực hơn. Cơ thể của nữ diễn viên tiếp nhận thuốc tốt và không phải hóa trị nữa. Hiện tại mọi người vẫn đang ra sức kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân cho hai nghệ sĩ này.